Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trưởng Thành Radio. Và trước mặt các bạn đây chính là cái bộ dàn karaoke gia đình cao cấp Mango TT250GD do toàn bộ các kỹ sư giàu kinh nghiệm nhất của Trưởng Thành Radio phối ghép vào bộ dàn karaoke TT250GD của chúng ta, bao gồm những thiết bị sau. Thứ nhất là một cặp loa cao cấp Mango B20M các bạn nhé, thương hiệu Mango. Đây là dòng loa full bản 30. Tiếp theo đó thì một sự kết hợp rất là hoàn hảo, đó chính là một cục công suất liền vang số, hay chúng ta có thể gọi là âm vi số CAM AX600V, công suất đầu ra lên tới 6W một kênh các bạn, chẳng hạn 8Ω. Kết hợp với hai thiết bị này còn lại đó chính là một cái bộ micro chúng ta, bộ micro Mango V9600. Đây các bạn thấy tay mic cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn. Nó có thể đổi được rất là nhiều màu trong các cái ánh sáng sạc khác nhau các bạn nhé. Và ngay sau đây thôi thì xin mời các bạn cùng với Quang Trường, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất âm của một dàn karaoke gia đình cao cấp Mango TT250GD này cho các bạn. Chúng ta sẽ hát thử một ca khúc và thử vài bản nhạc. Các bạn nhớ theo dõi kỹ video nhé. Chất âm của bộ dàn này cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là âm body hệ công suất của chúng ta CAM AX600V có cái tính năng của YouTube rất là hay các bạn nhé. Chúng ta có thể kết nối nghe tất cả bản nhạc hoặc hát karaoke qua điện thoại đều được, thì mình sẽ thử. Vừa rồi thì mình với các bạn đã cùng tìm hiểu và trải nghiệm chất âm của bộ dàn karaoke gia đình cao cấp Mango TT250GD. Để biết thêm rất là nhiều thông tin khuyến mại rất là nhiều, đặc biệt là giá tất cả sản phẩm thì sẽ được Trưởng Thành cập nhật từng ngày, từng tuần, từng giờ. Các bạn có thể truy cập vào website của Trưởng Thành Audio www.truyenthanhaudio.com hoặc là các bạn có thể theo dõi qua kênh YouTube. Xin cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.